Và sau đây một ca khúc mà Ân Thiên Vĩ gửi đến cho thầy cũng như tất cả quý vị ở đây, một ca khúc mà nói về cuộc đời của Ân Thiên Vĩ thật sự luôn. Đời người ở hiền gặp lành, một sáng tác của Nghiêng Trấn Phong và Đông Phương Tường. Đời này chỉ là cõi tạm, chỉ là giả tạm của trần gian. Hãy sống với nhau bằng những gì mà ta đang có. Hãy sống với nhau bằng cả tấm chân tình. Ai ơi, ở hiền bạn ơi, đời ta sẽ luôn tươi cười. Rồi mai xa kiếp con người trở về cát bụi thiên thu. Tiền là phù du mê chi cuộc sống sang giàu. Bao nhiêu vật chất trên đời chỉ là cõi tạm mà thôi. Ở hiền người ơi, đời người sinh ra chỉ sống một lần thôi. Mai này ra đi giữ trong tay được gì? Bạc vàng lời danh có đây rồi lại mất. Ngày còn bên nhau xin đừng gian dối nhau. Đời người bốn ba sinh tử ai từng qua. Nhắm mắt xuôi tay cát bụi ta lại về. Nợ đời trả vay khách trò đời đây đó. Đời là phù du xin đừng gieo hận sâu. Đời thoáng qua như gió thoáng mây bay. Gặp nhau đây rồi xa nhau một ngày. Bước thời gian vô tình trôi quá vội. Xin đừng trao nhau lời đắng bờ môi. Đời bé dâu đừng thêm khổ cho nhau. Tình tan mau như nước trôi qua cầu. Nếm thương đau thấu hiểu ai khổ đau. Ôi cuộc đời nào ai biết ngày sau. Đời người bôn ba sinh tử ai từng trải qua. Nhắm mắt xuôi tay cát bụi ta lại về. Cuộc đời này là giả tạm, là cõi tạm trần gian. Hãy cho nhau những gì ta đang có. Dẫu biết cuộc đời chỉ là cõi tạm trần gian. Cuộc đời cao sang mấy ai hạnh phúc hơi người. Gánh đua tranh giành bao nhiêu hận thù chỉ vì danh lợi mà thôi. Đời được bao lâu cho ta bao nỗi ưu sầu. Bạc tiền lời danh ra đi có mang được gì? Ta sống an lành yêu thương con người. Ta sẽ gặp nhiều niềm vui. Ở hiền bạn ơi, đời ta sẽ luôn tươi cười. Rồi mai xa kiếp con người trở về cát bụi thiên thu. Tiền là phù du mê chi cuộc sống sang giàu. Bao nhiêu vật chất trên đời chỉ là cõi tạm mà thôi. Ở hiền người ơi, rồi một ngày ta bơ ngơ nhìn lại ta. Tuổi xuân tàn màu, tóc xanh nay bạc màu. Hối tiếc bao điều
thời gian đâu chờ ai. Thoáng chốc trăm năm, ôi buồn một kiếp. Hồi tiếc bao điều, thời gian đâu chờ ai. Thoáng chốc trăm năm, ôi buồn một kiếp. Dạ mô Phật, con cảm ơn thầy và cảm ơn các ông bà, cô bác, các cô, các chú, các anh, các chị. Chỉ cho ân thiên vị xin một điều ước thôi, đứng tại chánh điện này, ân thiên vị thật lòng là chỉ xin một điều ước thôi. Nếu ai còn cha còn mẹ, đừng bao giờ kêu cha mẹ mình bằng từ ông bà hoặc là tôi. Thật lòng là ân thiên vị, nói thật. Mình không nói được thì giờ má ơi hay ba ơi hay mẹ ơi thôi. Đó là một điều mà từ ngày xưa đến giờ ân thiên vị chưa bao giờ gọi ba mẹ, anh chị mình xưng bằng một cái từ tôi. Thật sự là thầy hồi nãy giờ thầy chỉ giảng chủ chốt là hiếu đạo, cho nên ân thiên vĩ ngồi trong đó mà rất là muốn khóc. Tại vì cái câu hiếu đạo của thầy giảng giống như anh Nguyễn Đức nói, làm chạm đến cái trái tim của vị một người con. Cho nên mong rằng những ai còn cha mẹ, đừng làm cho cha mẹ buồn. Cảm ơn tất cả quý vị. Con cảm ơn thầy. Dạ, bây giờ thì ân thiên vị anh niệm một câu Phật niệm để mà kết duyên cho ngày hôm nay. Mong ước rằng ân thiên vị sẽ được gặp thầy, gặp tất cả quý vị và được em Kim Thoa dư duyên để ân thiên vị được về đây phụng sự cho Phật Pháp nữa. Dạ, để quý vị còn nuôi ân thiên vị trên bước đường Phật Pháp nữa nha quý vị. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ô Phật. À quên. Rồi cho thiên vị nhà bóp tay thiệt lớn nha. Nào ăn thiên vị hát hay hết quý vị. Mà ca sĩ nào về chùa mình hát cũng hay hết nha. Vui vẻ, quan hỷ nên ai hát cũng hay ha.